Tôi may mắn được sinh ra ở miền quê xứ Nghệ, một miền quê đầy nắng và gió. Tôi được lớn lên và được nuôi dưỡng bởi lời ru của bà, của mẹ, bởi tình cảm ấm áp của người dân quê tôi, cũng như câu hò điệu ví của miền quê đó. Cùng với tình cảm yêu mến cũng như là trân trọng nghệ thuật, và đặc biệt là ủng hộ cho con đường nghệ thuật của tôi từ ba mẹ tôi. Người dạy cho tôi nốt nhạc đầu tiên đó chính là người thầy nhạc sĩ Văn Ký. Và sau đó thì tôi được tham gia rất là nhiều các phong trào ở nhà văn hóa thiếu nhi Tellerman. Năm 12 tuổi tôi may mắn được trúng tuyển vào đoàn văn công quân khu 4. Và sau đó năm 13 tuổi tôi đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ vào trường nghệ thuật quân đội. Nay là trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Và con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của tôi cũng bắt đầu từ đó. Nghe trong đất trời trao dâng, nghe trong tiếng cười trao dâng. Xuân, xuân 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 từng lang thang đời gió mây, em say trong xuân anh sao như còn là thương ngày, và anh say trong gió xuân mãi như còn nơi đây. Nụ non con mảng mơ, vai cá con bơ vơ, ta đón cánh chim chiều để có được phận thơ. Tiếng cười chào rơi xuân, xuân 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 từng ngón tay, xuân xuân lang thang đời gió mây, em say trong xuân anh sao như còn là thơ ngây, và anh say trong gió xuân mãi như còn. Sẽ qua màu những đêm lạnh lùng, sẽ qua màu giận hờn xa cách chia ly, và mùa xuân đang tới, nhìn đất trời nảy mầm sinh sôi, nhìn em vui trong niềm vui mới, bước trên đường trong nắng tình. Về bên nhau
mùa xuân hỡi, về bên nhau đừng cay xa. Em mùa xuân đến cho những ngày yêu dấu, khát khao những lời yêu thương để vẫn vương chút buồn qua mau, gửi cho nhau nụ hôn xua đi mùa đông. Lặng lẽ đừng xa nhau em nhé, mùa xuân đã sang thật rồi. Dần hơn xa cách chia ly, và mùa xuân đang tới, nhìn đất trời nảy mầm sinh sôi, nhìn em vui trong niềm vui mới, bước trên đường trong nắng tình hồi. Sự tươi mới mở màn cho chương trình Nghệ sĩ tháng lần này. Xin được cảm ơn các ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Hồng Ngọc, Thu Thủy, Nhật Linh, Bích Ngọc. Một sự kết hợp vô cùng thú vị đến từ các ca sĩ nổi bật thành danh từ cuộc thi Sao Mai. Có một điều đặc biệt nữa, đó là các nghệ sĩ tài năng đây, thưa quý vị, đều được trưởng thành từ mái trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là học trò của nhạc sĩ Xuân Thủy, cũng là tác giả của ba ca khúc mà quý vị vừa thưởng thức. Hãy cùng chào đón nhân vật chính của Nghệ sĩ tháng này, đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Xuân Thủy. Xin được chào đón anh cùng đến với chương trình Nghệ sĩ tháng
và hãy cùng gửi lời chào tới khán giả của chương trình. Xin chào Thùy Linh. Lời đầu tiên xin được gửi tới toàn thể khán giả của chương trình Nghệ sĩ Tháng do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện một lời chúc nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin được cảm ơn anh. Rất nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ nhạc sĩ Xuân Thủy, nhưng dường như là mới chỉ được hiểu phần nào về con người của anh thôi qua những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy. Bởi vậy mà đến với Nghệ sĩ Tháng lần này, chúng tôi muốn hiểu anh trọn vẹn hơn qua chính những chia sẻ từ anh về câu chuyện đời, chuyện nghề của mình. Anh sẵn sàng chưa ạ? Rất sẵn lòng thôi. Vâng, vậy thì lúc này chúng tôi cũng đang rất muốn lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện trải lòng từ chính anh, nhạc sĩ, đại tá, nhà giáo ưu tú Xuân Thủy. Thưa đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Xuân Thủy, anh vừa chia sẻ là anh đã có rất nhiều những hoạt động âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ, đã gắn bó với quân đội. Anh có thể nói kỹ hơn về điều này? Năm 13 tuổi thì tôi đã được tuyển vào trường nghệ thuật quân đội, mà nay là trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tôi vào đó tôi học violon. Sau một thời gian 7 năm học ở đó thì tôi quay về với đoàn quân khu 4 là cái nơi tuyển dụng tôi đầu tiên. Và sau đó thì được đoàn cử đi học về sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Và sau khi tốt nghiệp ở Nhạc viện Hà Nội thì tôi cũng rất là may mắn được trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đồng ý cho tôi về công tác tại đó, và tôi gắn bó với nhà trường với tư cách là giảng viên cũng như là tư cách quản lý từ năm 2001 cho đến nay. Anh có thấy dường như cuộc sống của mình gắn bó với màu xanh áo lính nó vừa là một cái duyên vừa là một cái nghiệp không? Âm nhạc thì nó là cái duyên của tôi. Đấy, nhưng mà đối với quân đội thì có lẽ cũng là cái nuôi dưỡng tôi. Có thể nói là cuộc đời tôi mang ơn quân đội. Nên có lẽ đó cũng là cái duyên mà có lẽ cũng là cái nghiệp. Thùy Linh luôn luôn ấn tượng với hình ảnh của người lính. Có một cái gì đó rất là nghiêm túc, chuẩn chỉnh. Không biết là con người của nhạc sĩ Xuân Thủy đằng sau đó thì như thế nào? Cái thời kỳ đầu ấy, tôi bước chân vào trường quân đội với tư cách là giảng viên. Thì nhiều khi tôi cũng rất là hay trăn trở băn khoăn. Vừa là người lính này, vừa là giảng viên này. Đấy, nhưng mà bản chất thì là cái người nghệ sĩ. Thì nhiều người cứ nghĩ là nghệ sĩ là có một cái gì đó nó phóng khoáng. Dạ. Có gì đấy nó hơi nằm ngoài khuôn khổ một chút. Thực sự ra nghệ thuật là một cái công việc cực kỳ nghiêm túc. Không quan tâm đến bề ngoài lắm. Ăn mặc có thể sộc sạch, xong là có thể tóc tai hơi bù xù một tí. Nhưng khi họ bắt tay vào làm nghệ thuật thì có thể nói là một cái hoàn toàn làm việc hoàn toàn nghiêm túc. Và có nghiêm túc thì mới ra được những cái tác phẩm thực chất là nghệ thuật. Có lẽ rất là may mắn. Tôi vừa được làm thầy giáo, vừa được làm một người sĩ quan, và đồng thời một nhạc sĩ. Tôi không cảm thấy khó khăn gì hoặc là có một cái gì bất cập giữa ba cái nghề đó cả. Ngay mở đầu chương trình, ba ca khúc Về Mùa Xuân, Du Xuân, Sắc Xuân, Em Mùa Xuân. Trong ba ca khúc Về Mùa Xuân đó thì có hai ca khúc được anh Xuân Thủy sáng tác từ lâu, lâu rồi. Nhưng mà nó vẫn mang trong đó một cái chút gì đó suy tư, nó hơi già một chút. Trong ba ca khúc Xuân ấy, tôi giới thiệu với khán giả lần này thì tôi cũng có chọn lọc. Riêng với tôi thì rất là nhiều cảm xúc. Và nếu không nhầm thì tôi viết cũng khoảng hơn 10 bài về mùa xuân. Nhưng tôi chọn 3 ca khúc này. Thứ nhất ấy, là trong này có 2 cái bài tôi tâm huyết nhất, bắt đầu cho cái sự nghiệp sáng tác của tôi. Vâng. Đó là bài Ru Xuân và bài Sắc Xuân. Với tôi thì là khi còn trẻ ấy, thì là thích tìm tòi, khám phá những chất liệu. Tôi sáng tác cái bài Ru Xuân và Sắc Xuân là năm 1997. Và sang cái bài Sắc Xuân thì là cũng là một cái sự khám phá, cũng cái sự tìm tòi. Tôi đưa vào đó những cái chất liệu cũng như là cái ngôn ngữ của dân gian vào đó trong một cái hơi thở rất là trẻ. Càng lớn tuổi thì tôi lại muốn tìm lại những cái gì nó mới mẻ mà nó trẻ trung. Và cái bài Em Mùa Xuân là một cái sáng tác cũng cách đây cũng là khoảng tầm 4-5 năm thôi. Đấy, thì khi đó thì tôi lại mang một cái chiêm nghiệm khác về học thuật, tức là cái bài đó nó hơi mang tính chất thính phòng. Và đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy là tôi vẫn đang đi tìm. Đó cũng là cái động lực mà giúp cho cái người nghệ sĩ như tôi cảm thấy luôn luôn có cái mới mẻ ở phía trước. Ngoài cái lĩnh vực ca khúc, vâng, thì ngay từ khi đang ở trường thì mình cũng đã viết rất nhiều thể loại về khí nhạc, như viết cho ballad cho dàn nhạc giao hưởng, viết cho tứ tấu, viết cho piano. Một trong những cái mà mình cũng rất là tâm đắc đó là viết nhạc cho múa. Nói về cái nghề sáng tác ấy, thì là đỉnh cao
của nghề sáng tác đó chính là khí nhạc. Nhưng mà để viết được những cái tác phẩm khí nhạc như vậy thì mình cũng phải có thời gian và cũng phải có tích lũy. Mình cũng phải có một trình độ nhất định thì mới làm được. Đấy, thì luôn luôn mong ước là như vậy. Nhưng mà chắc chắn thời gian tới thì nếu có điều kiện thì tôi sẽ dành nhiều thời gian để tham gia cho khí nhạc nhiều hơn. Những câu chuyện đầu tiên mà nhạc sĩ Xuân Thủy chia sẻ với Thùy Linh và khán giả của chương trình Nghệ sĩ Tháng, chúng tôi có một ấn tượng với một người nhạc sĩ đã có gắn bó với môi trường âm nhạc quân đội từ rất là sớm. Một người nhạc sĩ không ngừng học hỏi, trau dồi và không ngừng tích lũy những trải nghiệm, làm giàu thêm vốn sống của mình để đưa vào những sáng tác. Và trước khi tiếp tục trải lòng thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc đã gắn bó với cuộc đời nghệ thuật của nhạc sĩ Xuân Thủy. Bác ngồi đó giữa núi rừng mênh mông ngày ấy, thuốc cháy trên môi như đốt cháy nỗi lòng. Điện Biên ơi, gió cũng nặng mùi khói bom, thương đoàn dân công đêm ngày vượt núi thổ đạn tiếp lương lên chiến trường. Thương người chiến sĩ mưa dầm cơm vắt, gan không núng chí không mòn. Thương đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn, dù gian khổ không sờn lòng son. Cuộc đời chỉ một ước mong, cho nhân dân nó ấm hòa bình, cho Nam Bắc hai miền nối liền một cõi Việt Nam. Ngày thống nhất Bắc dù đã xa, nhưng trong tim ta vẫn vẹn nguyên. Một khi phanh, một tương đài, một tấm gương còn soi sáng trong muôn chiều trái tim sáng mơ. Mùa thu đến nhớ bác nhiều hơn, xin nguyện rằng câu hát lòng con nguyện hát mãi. Hát mãi, hát mãi ngàn năm ơn người. Bác ngồi đó giữa núi rừng mênh mông ngày ấy, thuốc cháy trên môi như đốt cháy nỗi lòng.
Điện Biên ơi, gió cũng nặng mùi khói bom, thương đoàn dân công đêm ngày vượt núi, thổ đạn tiếp lương lên chiến trường. Thương người chiến sĩ mưa dầm cơm vắt, gan không đúng chí không mòn, thương đoàn quân xe dọc Trường Sơn, dù gian khổ không sờn lòng son hơn. Suốt cuộc đời chỉ một ước mong, cho nhân dân nó ấm hòa bình, cho Nam Bắc hai miền nối liền một cõi Việt Nam. Ngày thống nhất bác dù đã xa, nhưng trong tim ta vẫn vẹn nguyên. Một khi phanh, một tương đài, một tấm gương còn soi sáng trong muôn chiều trái tim sáng mãi. Ngày thống nhất bác dù đã xa, nhưng trong tim ta vẫn vẹn nguyên. Một khi phanh, một tương đài, một tấm gương còn soi sáng trong muôn chiều trái tim sáng mãi. Mùa thu đến nhớ bác nhiều hơn, xin nguyện dâng câu hát lòng con, nguyện hát mãi, hát mãi.
nắng gió. Thương cha một đời gập ghềnh bờ đê, nắng trúng hai vai mưa thấm mắt cả, cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chang chang. Có nơi mô như người quê ta, thương nhau quả cả cũng chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca. Sông La có cạn núi Hồng hết cây, thì em phân nọ hết tình. Đâm nghĩa ân tình là vì quê hỡi người. Về Hà Tình người ơi, về Hà Tình người ơi. Thương câu dân ca mùi mặn cay cứng, càng thì hạnh phúc trong vòng tay mẹ, hồn nhiên tiếng khóc bao đêm như lời yêu dấu. Mẹ ru con thật ngọt ngào, lời ru chứa chan những yêu thương lặng sâu. Và con cứ lớn lên như ngàn năm vẫn thế, mỉm cười nhìn những đóa hoa bình nguyên. Chỉ mong con hồn nhiên như nắng sớm, như mây chiều, bình yên là chiếc nôi ru khi con buồn phiền. Hạnh phúc đâu nào xa xôi, chỉ lời hát ru đêm đêm cũng làm con mãi nhớ. Hãy đừng cho con những thét gào, hãy đừng cho con những gió bão. Cuộc đời dẫu có phong ba vội vã, chỉ cần cánh tay bình yên.
hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Hồn nhiên tiếng khóc bao đêm như lời yêu dấu. Mẹ ru con thật ngọt ngào, lời ru chứa chan những yêu thương lặng sâu. Và con cứ lớn lên như ngàn năm vẫn thế, mỉm cười nhìn những đóa hoa bình nguyên. Chỉ mong con hồn nhiên như nắng sớm, như mây chiều bình yên là chiếc nôi ru khi con buồn phiền. Hãy lặng im nghe gió về, hãy lặng im nghe con thầm thì. Hạnh phúc đâu là mênh mông, hạnh phúc đâu nào xa xôi. Chỉ lời hát ru đêm đêm cũng làm con mãi nhớ. Hãy đừng cho con những thét gào, hãy đừng cho con những gió bão. Cuộc đời giống có phong ba phôi pha, chỉ cần cánh tay bình. Rồi là những hình ảnh mà chúng tôi được theo chân một ngày. À, chưa đủ trọn vẹn một ngày với nhạc sĩ Xuân Thủy đâu ạ. Thế mà đã thấy vô cùng nhiều những hoạt động bận rộn như thế, nhưng đều liên quan tới âm nhạc và nghệ thuật cả. Và không biết là còn thiếu công việc gì nữa không ạ? Khi bạn bước vào trường chúng tôi thì đương nhiên sẽ thấy mọi thứ đều liên quan đến nghệ thuật và âm nhạc cả. Vâng. Vì một cái trường đào tạo về nghệ thuật. Thì hiện nay thì tôi cũng được cấp trên tin tưởng là giao cho quản lý nhà trường. Thì bên cạnh đó thì tôi vẫn dành thời gian của mình cho giảng dạy, làm những liên quan đến công tác nghệ thuật. Anh vừa nhắc tới công việc giảng dạy, anh đã gắn bó với công việc này bao nhiêu lâu rồi ạ? Cho đến bây giờ thì cũng đã gần 20 năm tôi làm công tác giảng dạy. Rất là may mắn cũng gặp được rất là nhiều cái học viên, sinh viên của nhà trường cũng học theo chuyên ngành sáng tác. Và nhiều em bây giờ cũng đã trưởng thành, cũng đã có vị trí ở các cái đoàn nghệ thuật văn công trong quân đội. Cũng có nhiều em đã có những cái sáng tác đã bắt đầu đi vào vòng quần chúng. Đối với tôi thì thực sự ra cái giảng dạy nó là nghề. Vâng. Còn sáng tác thì đúng là nghiệp.
Chính bởi những tâm huyết và những đóng góp trong nghề giảng dạy của anh đã được phong tặng danh hiệu đó là nhà giáo ưu tú. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn với chúng tôi đó là điều gì với anh là khó nhất khi làm công việc này? Đối với công tác giảng dạy thì cái khó nhất đó là làm thế nào mà để học viên đó được phát huy hết cái khả năng của em ấy. Nên tôi luôn tâm niệm với anh em làm nghệ thuật ở trong nhà trường cũng như là các sinh viên của tôi rằng tôi không thể dạy các em sáng tác được, mà tôi chỉ hướng dẫn các em nên làm như thế nào và cái gì là cái thế mạnh của các em để các em phát huy. Đến bây giờ gắn bó với nghiệp sáng tác hơn 30 năm rồi, anh có nhớ được mình đã có bao nhiêu tác phẩm âm nhạc không? Bây giờ Linh hỏi cái đấy thì nó rất là khó. Và chắc chắn nhiều nhạc sĩ hỏi câu đấy người ta cũng không trả lời được. Chúng tôi tâm niệm rằng là cũng không đếm. Và khi bất chợt một cái cảm xúc gì đó đấy, hoặc là có một cái đề tài gì đó mình thích, mình viết ra bao nhiêu tác phẩm, đó chính là cái sự đánh giá của người nghe. Và họ yêu thích mình bao nhiêu tác phẩm thì cái đó mới là cái quan trọng hơn là mình viết bao nhiêu tác phẩm. Vậy thì thời điểm nào là thời điểm với anh là anh cảm thấy là mình sung sức nhất? Tôi cảm thấy có lẽ là năm 97. Khi đó tôi năm 27 tuổi đúng không? Năm 27 đó. Tuổi. Thì khi đó tôi viết Vậy Thôi này, Ru Xuân này, Sắc Xuân này và một số những cái bài nữa rất là nhiều. Với tôi thì cần phải có một thời gian tích lũy, có một thời gian nhìn nhận. Và đến khi viết, mà khi đã viết thì rất là nhanh. Nhưng mà cái sáng tác nó cũng rất là hay ở cái chỗ này này. Cũng như cảm nhận con người thế thôi. Vâng. Vào cái lứa tuổi đấy thì mình sẽ cảm nhận khác bây giờ. Nhưng mình đừng mau bao giờ mình quay lại với cái thời gian đó cả. Mà hãy cứ để thời gian đó cảm xúc như thế nào thì hãy ghi nhận cái cảm xúc của mình đó. Có thể sau này mình sẽ cảm nhận cũng là cái mùa xuân nó sẽ khác đi. Vậy thì bây giờ để có thể kể tên những người có ảnh hưởng tới các sáng tác hay cuộc đời làm nghệ thuật của anh sẽ nhắc đến ai? Có lẽ người thầy đầu tiên của tôi đó là nhạc sĩ Nguyễn Ký, một người bác, người thầy dạy của tôi. Và sau đó đến khi tôi học violon ở trường nghệ thuật quân đội thì là tôi dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Tạ Đôn. Sang nhạc viện tôi học sáng tác thì là tôi được giáo sư nhạc sĩ Phạm Minh Khang dạy tôi trong suốt thời gian 6 năm tôi học ở nhạc viện. Và tôi rất là may là được làm cậu đệ tử, cũng có thể hoặc là một cậu học trò nhỏ đối với nhạc sĩ An Thuyên, đối với nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Dương Thụ. Và nói thật là tôi học được họ rất là nhiều. Tôi cảm thấy tôi là người may mắn trong cái nghề sáng tác của tôi. Người ta nói rằng không có con đường nào thành công trải đầy hoa hồng cả. Đúng không anh? Tôi không nghĩ rằng là đến bây giờ tôi thành công. Nhưng tôi nghĩ là có lẽ có một cái đặc thù riêng đối với những người làm công tác sáng tạo mà trong đó có nghệ thuật. Thì với tôi cảm nhận rằng cái người làm công tác sáng tạo mà luôn luôn bằng phẳng thì có lẽ sẽ không sáng tạo được nhiều. Nhưng mà sáng tác thì luôn luôn là phản ánh chính cuộc sống của người nhạc sĩ. Vậy đâu là thời điểm khó khăn trong cuộc sống đối với anh? Với mình thì cũng như trong sáng tác ấy, thì trong cuộc sống cũng vậy. Mình luôn là cái người lạc quan. Mọi thứ mình đạt được ấy, nó đều phải trải qua một cái thử thách. Và khó khăn nó cũng là một cái thử thách. Đấy, nhưng mỗi một lần gặp khó khăn như vậy ấy, thì mình lại dùng cái thời gian đó để mình làm việc khác. Có những cái mình muốn nhưng mà chưa chắc đã được. Nhưng có những cái không hẳn mình muốn nhưng nó đến thì mình vẫn phải tiếp nhận nó. Nên là mình nghĩ là không phải cái gì mình muốn cũng được. Mà quan trọng là mình nuôi dưỡng nó. Mình chuẩn bị tinh thần để đón nó đến. Mọi thứ đều phải sự nỗ lực cả. Kể cả cuộc sống, kể cả công việc và kể cả sáng tác cũng vậy. Nếu anh không nỗ lực, anh nhiều khi anh phải vượt qua cả chính mình. Đấy, thì mới đạt được những cái mình muốn. Có lẽ bởi chính điều đó nên tất cả hầu như là các tác phẩm, những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy đều có những thông điệp rất rõ ràng gửi gắm ở trong đó và mang tính nhân văn rất lớn. Và tôi nghĩ đó cũng là những cái giá trị của những tác phẩm nghệ thuật. Nó giúp cho những tác phẩm đó đến gần hơn với khán giả và có được cái sức sống lâu bền. Có một điều nữa sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới, đó là hầu hết những tác phẩm của anh đều dành sự yêu ái rất nhiều cho màu xanh áo lính. Cũng là cái duyên, cái nghiệp anh gắn bó từ rất lâu rồi cho đến bây giờ. Viết về người lính có khó không ạ? Viết về người lính cũng rất là khó mà cũng rất là dễ. Tôi gắn bó với quân đội từ bé. Khi tôi viết bất cứ một cái tác phẩm nào thì trong đó cũng đều có những cái hình ảnh. Cái hình ảnh nó có thể là không cụ thể nhưng cũng đều có dáng dấp của những cái đức tính của người lính trong đó. Đấy. Ví dụ như là lạc quan, ví dụ như là cái đức hy sinh. Đấy, ví dụ như là cái sự chịu đựng. Tôi vẫn đang nợ quân đội, nợ những người lính các cái tác phẩm
mà có thể gọi là tác phẩm tốt, tôi sẽ tiếp tục phải viết và tôi vẫn đang lưu cái món nợ đó. Ở một người lính thực sự nặng tình với quê hương đất nước, với chính môi trường mà anh đã gắn bó và như anh đã chia sẻ là nơi đã giúp đỡ và cứu mang anh rất nhiều trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Và với những tình cảm và sự trân trọng đó thì tôi nghĩ rằng không có gì phù hợp hơn lúc này là chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những giá trị tâm hồn và tình cảm mà nhạc sĩ Xuân Thùy gửi gắm trong những tác phẩm của mình. Trên vai người chiến sĩ từng hát bên chiến hào, từng lời hát nồng nàn thuốc súng có sao đâu, bầu trời cũng thế cũng nồng nàn. Vẫn cây đàn đen khói đàn bom, nay người lính mang theo về miền quê cũ, hát trong chiều nó gió, hát cho đồng lúa chín, hát cho đầy hành trang người lính mãi hát. Rừng bên suối nguồn hát cùng những đồng đội thân thương, có lúc hát cho vời nỗi nhớ nhà khi đàn bom mệt mỏi thôi rơi, đã từng hát qua dòng nước mắt mình, khóc cho những đồng đội hy sinh, vẫn còn mãi cùng đàn thương nhớ về một thời buồn vui người lính. Rừng bên suối nguồn hát về những kỷ niệm thân thương, hát bên những cây rừng xanh ngút ngàn thiêng liêng tiền tiêu tổ quốc, hãy cùng hát cho ngày mai tới rồi giữa điệp khúc quân hành vang xa, với hành trang cây đàn trên vai là một thời gian đỡ. Chẳng ngại gì gian khó, dù nắng cháy, dù bão giông, không một phút giận lòng. Lính trẻ tràn đầy ước mơ và khát vọng, dài đứng luyện tài. Dù hôm nay gió cuốn ngàn gian khó, vẫn vững niềm tin, vẫn mãi kiên trung. Chắc chắn. Cha 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 da 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 cha 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 da cha 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 da 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 cha 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 cha. Qua chiến binh màu xanh thời gian và ngôi sao vàng rạng ngời trên mũ, tạm xa gia đình bạn bè thân thương, chúng tôi lên đường vào quân ngũ. Thân thương chúng tôi lên đường vào quân ngũ, yêu sao mày đã biết chung nắng gió dần đến con người khi phanh anh hùng, có chúng tôi người lính trẻ miền Trung, người lính trẻ.
Hiện nay nhạc sĩ Xuân Thủy đang công tác tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với cương vị là hiệu trưởng. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn khi anh đang công tác ở cương vị này, hay là những biện pháp mà anh đang nung nấu để làm sao giúp môi trường, giúp cho nơi mà mình công tác ngày càng phát triển và đứng vững được không ạ? Hầu như cả cuộc đời tôi gắn bó với nhà trường, nên đó cũng là cái thuận lợi. Vì tôi rất là hiểu nhà trường, rất là hiểu cái đặc thù, cái nhiệm vụ, cũng như là đặc biệt là hiểu tất cả những đồng đội của tôi ở nhà trường. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được như bây giờ, nó là cái sự công sức rất là lớn của những bậc tiền bối đi trước, và đặc biệt là cái sự quan tâm rất là lớn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Đó là cái thuận lợi. Một cái thuận lợi nữa, đó là nhà trường hiện nay có một cái đội ngũ đồng nghiệp với tôi cũng rất là giỏi về nghề, có thể nói là hàng đầu của quốc gia. Như ở múa thì có nghệ sĩ nhân dân Kiều Lê, có nghệ sĩ trẻ Thanh Hằng. Âm nhạc thì có nhạc sĩ Xuân Phương, nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Đức Nghĩa. Rất là nhiều các nhạc sĩ đã quy tụ về nhà trường. Một người luôn tự tạo áp lực cho mình và luôn luôn dường như là không bằng lòng với những gì mà mình đã làm được, đang làm được, mà phải làm tốt hơn nữa, cố gắng hết sức mình hơn nữa, phải không anh? Cái đó cũng là yêu cầu của quân đội. Nhưng với sự cầu toàn như vậy ạ, kể cả bây giờ đang làm việc tại công tác là quản lý, hiệu trưởng của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vậy thì anh cân đối thời gian thế nào để cho việc sáng tác của mình nữa đây? Khi được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ ấy, thì cái năm vừa rồi tôi nhường gần như toàn bộ thời gian cho công tác quản lý. Cũng có sáng tác, nhưng không nhiều. Và tôi cũng xác định là mất một thời gian sẽ dành cho công tác quản lý khi tất cả mọi thứ nó bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trong lúc làm quản lý thì tôi lại có một cái góc nhìn khác. Và tôi tin chắc rằng sau này nếu tôi sáng tác thì cũng sẽ có một cái góc nhìn khác và có một cái cảm xúc khác khi mình đứng ở một cái vị trí khác để mình nhìn tất cả những cái gì diễn ra xung quanh. Tôi nghĩ chắc là nhanh thôi, cũng có thể là cuối năm nay hoặc là sang năm, và thậm chí cũng có thể là tháng sau, hoặc là cũng có thể là ngày mai ngày kia. Thì mình lại tiếp tục được thỏa lòng với cái nghiệp sáng tác của mình. Còn một ý nữa, Thủy Linh đã băn khoăn từ lâu. Bên cạnh công việc chuyên môn thì anh còn hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, với tư cách là người cố vấn này, ban giám khảo cho rất nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn cũng như là cuộc thi lớn hiện nay. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này? Nói về lĩnh vực này thì có lẽ tôi không thể không nhắc tới, đó là cái giải Sao Mai tiếng hát truyền hình mà do đài truyền hình tổ chức. Cũng phải đến hơn 10 năm tôi gắn bó với cái giải Sao Mai này, với tư cách là người dàn dựng, với tư cách là người phối khí. Ở đó tôi cũng học được rất là nhiều từ đồng nghiệp. Và đặc biệt hơn nữa là trong chương trình hôm nay thể hiện các tác phẩm của tôi đều là những giảng viên, những ca sĩ, thậm chí là những học viên đã trưởng thành từ cái giải Sao Mai. Rất là cảm ơn cái giải Sao Mai đã đào tạo nên rất là nhiều các ca sĩ, nhiều các nghệ sĩ, thậm chí bây giờ họ là giảng viên, họ là giáo viên của trường chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng sắp tới tất cả những học viên ở trong trường chúng tôi được tiếp tục tham gia những cái giải như giải Sao Mai, thì đó cũng là một cái môi trường rất là tốt. Vậy còn về kế hoạch, dự định trong một tương lai gần của đại tá nhạc sĩ nhà giáo ưu tú Xuân Thủy thì sao ạ? Trước mắt là về công việc thì có lẽ theo cái yêu cầu đòi hỏi khách quan thì nhà trường bắt buộc là phải tiếp cận với nền giáo dục mới. Và quan trọng hơn nữa là anh em cũng đang rất là tâm huyết và gắn bó để làm sao đưa cái nhà trường nó xứng đáng với sự tin tưởng của quân đội cũng như là của nhân dân mà từ trước đến nay nhà trường đã có, và sắp tới sẽ phải được tin tưởng hơn, sẽ được yêu mến hơn. Còn đối với nghiệp sáng tác đấy, thì ấp ủ nhiều thứ lắm. Cũng muốn viết một cái tác phẩm gì nó lớn về thanh nhạc hoặc là về khí nhạc. Nhưng có lẽ là để chuẩn bị cho những tác phẩm như vậy thì cần phải có một thời gian. Vì tính mình hơi cầu toàn, nên đâm ra mình cũng đang đọc, mình đang nghe và mình cũng đang trải nghiệm. Hy vọng rằng là có thể trong thời gian tới mình sẽ dành được thời gian cho nó. Vâng. Và ngày hôm nay cô có trò chuyện với anh Xuân Thủy, Thủy Linh và rất nhiều khán giả xem truyền hình đã được hiểu sâu hơn về chân dung của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Xuân Thủy, hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Dường như là dù ở cương vị nào, dù ở ngôi vị chức danh nào thì anh cũng đều dồn hết tâm huyết, đều dồn hết sức
trái tim và tình yêu của mình, của một người đam mê nghệ thuật và âm nhạc, để làm sao cống hiến tới cho nước nhà không chỉ những sản phẩm âm nhạc mà còn là những người nghệ sĩ tài năng nữa. Và lúc này chúng tôi đang rất chờ đợi phần trình diễn của những người nghệ sĩ trẻ tài năng đó với những tác phẩm mang thương hiệu của nhạc sĩ Xuân Thủy. Chào ngày ấy, 34 chiến sĩ, 34 nụ cười, nhưng chung một ý chí sắt thép bền gan, dẫu hy sinh xa chi, gió rét, mưa rừng, đạn bom, gian khổ. Sao ngăn được lòng ta khao khát tự do? Từng đoàn người ra đi không hẹn ngày về, những đêm băng rừng vượt núi, đất mẹ chở che cho ta, chở che cho những người con đất Việt không chịu cúi đầu trước giặc ngoại xâm. Một Điện Biên năm ấy, một Trường Sơn ngày ấy, là tráng ca lừng lẫy nối đất nước hai miền, một tiếng Việt Nam là tiếng thân yêu trên môi người chiến sĩ, là máu xương bao nhiêu anh hùng đắp lên tượng đài chiến thắng, sừng sững hiên ngang dưới quân kỳ quyết thắng. Trái tim đây mãi theo nhịp tiến quân đường lên phía Từng đoàn người ra đi không hẹn ngày về, những đêm băng rừng vượt núi, đất mẹ chở che cho ta, chở che cho những người con đất Việt không chịu cúi đầu trước giặc ngoại xâm. Một Điện Biên năm ấy, một Trường Sơn ngày ấy, là tráng ca lừng lẫy nối đất nước hai miền, một tiếng Việt Nam là tiếng thân yêu trên môi người chiến sĩ, là máu xương bao nhiêu anh hùng đắp lên tượng đài chiến thắng. Sương hiên ngang dưới quân kỳ quyết thắng, nguyện trái tim đây mãi theo nhịp tiến quân đường lên phía trước. Tượng đài chiến thắng mời ta đi tới vinh quang. Quý vị đến với Nghệ sĩ Tháng, có thể thấy con người của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Xuân Thủy gần gũi, giản dị mà tinh tế, sâu sắc như chính âm nhạc của anh.
người luôn cháy hết mình dành trọn vẹn tình yêu với từng bài giảng, từng bài hát hay ở công tác quản lý, lại thật khiêm tốn và kiệm lời khi nói về chính bản thân. Chính tâm và tầm của người nhạc sĩ ấy đã khiến mọi người luôn yêu quý, trân trọng và ngưỡng mộ anh. Chúc nhạc sĩ Xuân Thủy thật nhiều sức khỏe, luôn lạc quan, hết mình và thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn quý vị khán giả và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau ở những nghệ sĩ tháng tiếp theo.